Tuy nhiên thì thiền trang lựa chọn cách nhìn mọi vấn đề về mặt tích cực để cho cuộc sống của mình tốt đẹp hơn. Nếu có một đặc quyền thì Thùy Trang muốn tất cả trẻ em được đến trường, bởi vì Thùy Trang nghĩ rằng chỉ có việc học mới thay đổi con người và làm phát triển đất nước. Nếu mà bé nhất là một loài hoa thì Thùy Trang muốn mình là một loài hoa sen, bởi vì hoa sen là loài hoa mà Thùy Trang yêu thích, và hoa sen luôn luôn mà chẳng thể thành được. Lịch dài nhất tôi nghĩ là lịch sử. Môn gì càng thắng càng ước 100% người Việt Nam không sai, có lẽ là từ sai. Đưa giày cao gót đầu tiên thì Trang mang là 15 phân. Hầu như mỗi mặt nào thì Trang cũng thích. 20.100 kia thì Trang nghĩ là cái nào cũng bằng nhau. Yeah, nothing.